Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nghe các bạn. Thì hôm nay Lợi nói về so sánh căn bậc 2. Thì ở đây các bạn thấy là căn 4, căn 5 và căn 5 của căn 3. Thì các bạn lại nhớ kiến thức căn A lớn hơn căn B khi và chỉ khi A lớn hơn B. Vậy muốn so sánh căn A với căn B thì ta chỉ cần so sánh cái số trong căn. Vậy muốn so sánh hai thằng này thì ta chỉ cần so sánh 4 căn 5 với lại 5 căn 3. Vậy mình so sánh trước, so sánh nha. 4 căn 5 và 5 căn 3. Thì mình quay lại dạng cơ bản đúng không ạ? Thì các bạn nhớ kiến thức đó là căn A bình thì bằng trị tuyệt đối A. Nếu nó bằng A, nếu A lớn hơn bằng 0. Còn nếu nó bằng trừ A, nếu A nhỏ hơn 0. Vậy 4 căn 5 thì 4 này có phải là căn 4 bình không ạ? Nhân cho căn 5 bằng căn 4 bình có phải 16 không ạ? Nhân căn 5 ra căn 16 nhân 5 bằng căn 80. Tương tự 5 căn 3 sẽ bằng là căn 5 bình nhân căn 3 bằng căn 25. Nhân căn 3 bằng căn 25, nhân 3 bằng căn 75. Rồi, ta so sánh hai số trong căn thì 80 với 75 thì nào lớn hơn? 80 lớn hơn. Sau đó lấy căn 2 vế. Và căn 80 có phải bằng 4 căn 5 không ạ? À? Vậy tương đương 4 căn 5 lớn hơn 5 căn 3. Tương đương ta lại tiếp tục lấy căn 2 vế. Đó, được chưa ạ? Ok chưa mọi người? Rồi, và các bạn tự kết luận. Ok chưa mọi người? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp đỡ để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.